Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2020, thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành rất là vinh dự được đón tiếp đoàn khách hàng tới từ Cầu Đế, Ninh Bình. Quý khách đã đến trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành để đặt lô đồ thờ cúng bằng gỗ cho nhà thờ. Video thì đang được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành, cơ sở 6 tại đường Đồng Tâm, La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi nằm trong làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên. Quý vị có thể tìm theo định vị Google trên bản đồ. Đây là mẫu hoành phi, lồng cuốn thư đục tay, và bên này là cuốn thư gỗ vụn. Anh đã ra anh đặt rất nhiều đồ thờ cúng để lắp vào phòng thờ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.